Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một web mà thể loại web này mình cũng tương đối yêu thích để đào Bitcoin. Thì mình nói luôn với bạn nào lần đầu đến với trang YouTube, kênh YouTube của mình thì mình làm về đời sống, công nghệ và kiếm tiền trên mạng nhé. Thì các bạn nào thấy hay thì nhớ đừng quên subscribe kênh YouTube của mình. Link của web này mình sẽ vẫn như thường lệ mình sẽ để ở phần comment ở bên phần mô tả ở bên dưới, và để group Facebook và cũng như group Telegram kiếm tiền của bọn mình cũng ở bên dưới luôn. Thì đây là mình sẽ nói qua về web này xong mình sẽ nói kỹ hơn. Thì link mình để bên dưới, bạn cứ vào đăng ký thôi nhé. Vào đăng ký rồi đây, tổng quan thì cái phần đầu tiên này, Facebook card này, nó là cái phần tổng quan của nó. Thì đây, ở trên cái web này nó mới mở thì nó cũng đã có 14.305 người dùng. Và mình chạy cái này được 3 ngày, sẽ run đây 3 ngày. Thì tổng số BA, đây là tổng số của họ, ấy không phải là của mình. Đây mới là tổng đây là tổng số của mình đào được trong vòng 3 ngày này. Thì khi vào đăng ký nó cho mình luôn 200 GHz này để đào nhé. Thì cái web này nó đào tự động thôi, bạn cứ việc là đăng ký xong rồi là nó vào nó tự đào thôi. Còn cái phần đầu tư của nó thì cái web này như thường lệ mình vẫn nói cho các bạn rồi, thì là như thường lệ là bọn này khi nào bạn cần bạn vào chỉ việc đăng ký thôi, để đấy, và khi nào nó nổi tiếng thì bạn bắt đầu mới dùng nó nhé. Cái này min rút đây này, các bạn vào có thể tự xem được cái phần này min rút này, và cái thứ và điều kiện rút của nó cũng đây, thì các bạn vào xem, link thì mình để ở bên dưới. Thì mình web này là mang tính giới thiệu cho các bạn, và bạn nào chơi sau đó đăng ký xong, khi nào mình đến cái thời hạn, khi cái web này mà nó đến cái thời hạn mà có thể mình rút đủ điều kiện rút ấy, thì mình sẽ test thử xem là có đã rút được chưa hay là chưa rút được. Nếu mà chưa rút được mình sẽ gửi ảnh của web là chưa rút được ở trên kênh group của mình để các bạn biết rằng là cái web này là không thể dùng được nhé. À không phải dùng được, mà là web này nó cần phải điều kiện là như thế nào đấy thì mới rút được. Thì mình cũng sẽ post luôn ở trong group Facebook của mình để các bạn xem, cũng như là group Telegram. Thì link group Facebook của mình cũng như là Telegram mình để ở phần mô tả bên dưới, thì các bạn vào đấy để cùng trao đổi với các bạn ở các nơi. Thì cũng có nhiều bạn sẽ, các bạn vào đấy đặt câu hỏi thì sẽ có nhiều bạn sẽ trả lời cho bạn, và cũng như là cũng có nhiều web kiếm tiền hay thì các bạn có thể chia sẻ cho các bạn ở trong đấy, thì mọi người cùng biết để cùng nhau kiếm tiền nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem kênh YouTube của mình. Nhớ đừng quên subscribe kênh YouTube của mình nếu thấy hay nhé. Ok, cảm ơn các bạn.